Chào mừng các bạn đã đến với kênh ẩm thực Siva. Hôm nay Siva sẽ giới thiệu với các bạn món cá lóc nấu canh mồng tơi theo phong cách truyền thống miền quê đậm đà. Nguyên liệu chuẩn bị là con cá lóc, có cá lóc đồng thì còn nói làm gì nữa. Sau đó làm sạch sẽ và cắt khúc vừa ăn. Chuẩn bị cà chua, nghệ, hành ngò quế, ớt, rau mồng tơi trồng không thuốc. Sau đó nêm gia vị muối, bột ngọt, đường, tiêu rồi giã chung với nhau. Đầu tiên ta đổ dầu vào phi các loại gia vị cùng với cá để cho thơm rồi cho cà chua, nước vào 15 phút, bỏ các loại rau theo thứ tự và nêm lại là xong. Cùng Siva điểm danh một vài công dụng của rau hay lá mồng tơi có tác dụng gì không phải ai cũng đã biết. Hãy khám phá ngay 17 tác dụng tuyệt vời của rau mồng tơi dưới đây nhé. Ăn rau mồng tơi có tác dụng điều trị bệnh trĩ rất hiệu quả. Phụ nữ sau khi sinh ăn rau mồng tơi sẽ giúp nhiều sữa hơn. Rau mồng tơi chứa nhiều các loại vitamin, chất nhầy, chất saponin và rất giàu sắt nên vô cùng tốt cho thai phụ. Giã nát rau mồng tơi đắp lên vú còn giúp chữa vú sưng, nứt và giải độc. Uống nước lá rau mồng tơi giã giúp thanh nhiệt, giải độc, chữa táo bón nhanh chóng. Nước cốt rau mồng tơi giúp trị vết thương, trị đau nhức xương khớp thần kỳ. Sinh lý nam giới được cải thiện hiệu quả nhờ ăn rau mồng tơi thường xuyên. Ăn rau mồng tơi còn có khả năng chữa khí hư, suy nhược và rất tốt cho người bị dạ dày, ợ chua. Rau mồng tơi có lượng lớn chất nhầy, có tác dụng làm giảm cholesterol và chất béo khi ăn các loại thực phẩm. Do đó, ăn rau này rất có lợi cho người có lượng mỡ và đường trong máu cao. Nấu canh mồng tơi cô đồng ăn vào buổi trưa sẽ giúp trị hơi thở nóng khó chịu ngay lập tức. Chữa chảy máu cam với rau mồng tơi bằng cách giã nát lá mồng tơi rồi lấy bông thấm nước cốt nhét vào lỗ mũi bên chảy máu sẽ được cầm ngay. Nấu canh rau mồng tơi cùng rau đay và khoai sọ ăn trong vài ngày sẽ làm hết chứng đầy bụng. Lá rau mồng tơi tươi, giã nát, đắp vào chỗ bị đinh nhọt sẽ giúp trị bệnh hiệu quả. Uống nước cốt lá rau mồng tơi giúp điều trị chứng đi tiểu nóng buốt. Rau mồng tơi được dùng để điều trị bỏng tức thì. Nếu bị trúng nắng, chữa bằng cách đắp rau mồng tơi sẽ khỏi ngay. Lá mồng tơi giã nát đắp lên mặt có khả năng dưỡng da, lưu thông khí huyết, cho làn da trở nên hồng hào, tươi trẻ. Ăn canh rau mồng tơi thường xuyên giúp thanh mát cơ thể, giảm mụn nhọt, đẹp da. Cảm ơn các bạn đã xem đến giờ phút này nhé. Nếu thấy hay thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh ẩm thực Siva, nhấn nút like và share nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.